Mọi người để ý không, cái mặt bên cứ cúi cúi xuống. Thấy chưa đó, đó, thấy chưa, thấy không? Đó, thấy không, thấy không? Tới cái tuổi này vậy, đi em nửa lên tao nói gì vậy, tao không được. Bà cho ngã vậy nè, thấy chưa, thấy không? Bà ngửa cái người ta, bà như này, cười ngã vậy nè, đó, thấy chưa? Vậy là mới ăn tiền được. Đối với người lớn tuổi là phải mạnh tay. Rồi, đi ra đây. Đi. Đã, đã, đó, mềm ra, không có sợ. Bé có chú đỡ. Làm vòng, làm vòng, làm vòng, qua màu á thầy. À, làm vòng, làm qua màu á. Dạ, dạ, dạ. À, còn bà sẽ làm gì? Không nhớ nè, không nhớ nè. Hít vô thở ra, hít vô mạnh thở, hít không khí á. Hít không khí. Hít mạnh thở ra. Rồi 21 cưới thì bao nhiêu tuổi đẻ? Đừng nói quên rồi nha. À, cũng nói rồi ha. Nói rồi đi ha. Con nói bao nhiêu tuổi rồi? Gần 60 rồi thầy ơi. Gần 60 rồi. Trời ơi. Lấy chồng 60 rồi, rồi ổng đi đâu rồi? Ông ở nhà hả? Ông lớn bao nhiêu tuổi? 83. Con ở Mỹ còn về. Khi bấm thì nó cực kỳ đau, nhưng mà sau khi mà xong rồi bước xuống là mọi người thấy bà già nhà hào hào thế này. Nói tin không? Nói tin không? Nói tin không? Nhanh! Rồi chạy! 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 Hốt đi anh em, chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688
hoặc 0983 581 652.